cách để nhận biết chứng suy nhược thần kinh. Phương pháp 1. Nhận diện các triệu chứng tâm lý. 1. Xem xét mọi sự mất mát hoặc chấn thương tâm lý gần đây. Sự suy sụp có thể bắt nguồn từ một chấn thương nào đó hoặc sự qua đời của người thân. Nó cũng có thể là kết quả của sự căng thẳng bị dồn nén lâu ngày hoặc một sự cố ngoài mong đợi. Hãy nghĩ tới mọi sự cố gây căng thẳng ngoài mong đợi khiến bạn cảm thấy quá tải. Bất kỳ sự việc bất ngờ nào cũng có thể khiến bạn kiệt quệ và cảm giác không thể đối phó được. 2. Nghĩ xem bạn có gặp khó khăn trong việc cảm nhận hạnh phúc hoặc sự hài lòng không? Khi bị suy nhược thần kinh, bạn sẽ không thể cảm nhận được sự hài lòng. Bạn có thể cảm thấy thiếu sức sống, trống rỗng hoặc hờ hững. Mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì với bạn, hoặc bạn cảm thấy quá sức khi phải thực hiện những điều vô nghĩa. 3. Chú ý tới sự thay đổi tâm trạng. Thay đổi tâm trạng thường xảy ra trước hiện tượng suy nhược thần kinh. Chúng là biểu hiện của trạng thái kiệt quệ cảm xúc và sử dụng sai phương pháp đối phó. 4. Hãy chú ý nếu bạn liên tục gọi điện tới chỗ làm để xin nghỉ ốm. Nghỉ một ngày để phục hồi tâm lý, cảm xúc và thể chất sau một sự kiện là một chuyện. Nhưng nếu bạn liên tục xin nghỉ làm vì bị ốm, đó lại là chuyện khác và có thể là dấu hiệu của chứng suy nhược thần kinh. Bạn có thể thiếu động lực để làm việc hoặc bạn cảm thấy cơ thể mình không đủ sức để đi làm. 5. Lưu ý tới cảm giác bất lực hoặc vô vọng. Đây là hai cảm giác phổ biến xảy ra trước và trong giai đoạn suy nhược thần kinh. Bạn có thể cảm thấy mình không có đủ nội lực để đối đầu với những vấn đề của mình và do đó bạn thấy bất lực. Bạn có thể có cảm giác bất lực khi không thể kiểm soát được mọi chuyện xung quanh và không tìm được cách để thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại. 6. Nghĩ xem bạn có bị những suy nghĩ tiêu cực chi phối không? Trong trường hợp bị suy nhược, bạn có thể liên tục có những suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn cảm thấy những điều tích cực cũng đang mang ý nghĩa xấu. 7. Nhận ra trạng thái tự cô lập. Bạn có thể nhận thấy mình đang xa lánh bạn bè, gia đình và dành phần lớn thời gian để ở một mình. Bạn bè gọi tới để hẹn hò thì bạn từ chối, hoặc bạn cảm thấy việc đi chơi với họ rất mệt mỏi. Khi căng thẳng quá độ, bạn rất dễ tự cô lập và dành năng lượng để đối phó với sự căng thẳng. 8. Chú ý tới cảm giác tê liệt và tách rời. Suy nhược thần kinh có thể khiến bạn cảm thấy tê liệt và tách rời khỏi ngoại cảnh. Thậm chí bạn có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh đều chỉ là hư ảo. Về cơ bản, bạn không còn cảm thấy có liên quan tới môi trường xung quanh hoặc những người khác. Phương pháp 2. Nhận diện các triệu chứng thể chất. 1. Lưu ý tới những rối loạn trong giấc ngủ. Cũng như nhiều chứng rối loạn khác, khó khăn khi ngủ là một trong những triệu chứng đầu tiên của suy nhược thần kinh. Bạn có thể phải trằn trọc mãi mới ngủ được và thức giấc vài lần trong đêm. Bạn có thể nhận thấy mình ngủ quá nhiều hoặc quá ít so với thường lệ. 2. Kiểm tra tình trạng vệ sinh cá nhân. Nếu bạn lơ là việc vệ sinh cá nhân, có thể là do căng thẳng cao độ, có lẽ bạn đang thiếu động lực để chăm sóc bản thân. Việc này thường bao gồm không tắm, không đi vệ sinh, không chải tóc hoặc đánh răng hoặc thay quần áo. 3. Nhận ra sự lo âu cao độ. Các triệu chứng về thể chất của tình trạng lo âu cao độ có thể dẫn tới và duy trì chứng suy nhược thần kinh. Nếu bạn thường cảm thấy lo lắng, rồi sau đó trải qua một biến cố trong cuộc sống, điều đó có thể kích thích các triệu chứng lo âu cao độ và dường như chúng sẽ tồn tại mãi. 4. Xem xét cảm giác kiệt sức. Bạn có thể cảm thấy thiếu năng lượng, cảm giác liên tục mệt mỏi hoặc kiệt sức là một triệu chứng phổ biến khác. Đó là do năng lượng của bạn đã được dùng để đối phó với cơn khủng hoảng hiện thời. 5. Để ý tới hiện tượng tăng nhịp tim. Khi trải qua sự căng thẳng cao độ do suy nhược thần kinh, bạn có thể thấy tim đập nhanh, ngực co thắt hoặc nghẹn trong cổ họng. Dù vậy, các xét nghiệm y khoa không cho thấy tim bạn có vấn đề gì vì các triệu chứng đó đơn thuần là do căng thẳng. 6. Nghĩ xem bạn có vấn đề gì về đường tiêu hóa không? Đau bụng hoặc các vấn đề tiêu hóa là triệu chứng điển hình của căng thẳng và lo âu. Đó là do bạn căng thẳng cực độ, cơ thể sẽ chuyển sang chế độ sinh tồn và tiêu hóa không còn là ưu tiên hàng đầu nữa. 7. Nhận diện hiện tượng run rẩy. Run tay hoặc toàn bộ cơ thể là một dấu hiệu rõ rệt nhất của suy nhược thần kinh và cũng là triệu chứng gây xấu hổ nhất. Không may, sự xấu hổ do chứng run rẩy lại càng làm tăng mức độ căng thẳng của bạn. Phương pháp 3. Đối phó với suy nhược thần kinh. 1. Trò chuyện với người mà bạn tin tưởng. Nếu bạn đã nhận diện được các triệu chứng của suy nhược thần kinh, bạn nên nói ra điều đó với người khác. Giữ im lặng và không bày tỏ sự căng thẳng của mình sẽ chỉ khiến vấn đề trở nên trầm trọng hơn. Một cách để giải tỏa căng thẳng và phá vỡ cách suy nghĩ tiêu cực là giảm thiểu sự tự cô lập và gia tăng việc tương tác với bạn bè. 2. Tìm tới chuyên gia trị liệu. Nhất là nếu trước đây bạn đã từng bị suy nhược trầm trọng và cảm thấy không thể tự đương đầu được, một chuyên gia có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn hiện tại cũng như giúp bạn khám phá những cách đối phó lành mạnh.
3. Ăn uống lành mạnh. Liên tục cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng sẽ làm tăng lượng cortisol trong cơ thể bạn, ảnh hưởng xấu tới cảm giác ngon miệng. Tuy nhiên, nếu ăn uống không đầy đủ, bạn sẽ càng cảm thấy mệt mỏi và thiếu năng lượng hơn. 4. Tập thể dục thể thao. Tập thể dục là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để giải tỏa căng thẳng và lo âu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của suy nhược thần kinh, năng lượng và sức khỏe của bạn có thể còn rất ít, vì thế bạn hãy bắt đầu tập thật từ tốn. 5. Học cách để thư giãn. Dành thời gian thư giãn là chìa khóa để phục hồi từ chứng suy nhược thần kinh. Bạn cần phải học cách loại bỏ những nỗi lo lắng khiến bạn phiền muộn và thành thời gian cho bản thân. 6. Học cách để ngăn ngừa suy nhược thần kinh trong tương lai. Hãy tập cách kiểm soát sự căng thẳng, từ chối khi được yêu cầu làm một việc vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Nhất là khi có con, bạn rất dễ mắc phải thói quen lo cho người khác mà bỏ quên chính mình. 7. Lên kế hoạch cho tương lai. Khi hồi phục từ chứng suy nhược thần kinh, quan trọng là bạn phải lên kế hoạch cho tương lai và bắt đầu đón nhận mọi thứ. Điều đó sẽ giúp bạn có mục tiêu mới và một cái đích để hướng về.